Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Gấu Bông MT. Hôm nay thì tôi sẽ hữu duyên để xem chỉ tay. Và hôm nay tôi sẽ xem chỉ tay cho một bạn. Bạn này thì theo như tôi xem chỉ tay thì bạn ấy là một người khá là thông minh, nhưng mà lại có sự trắc trở, khá là nhiều sự trắc trở. Đầu tiên là sự trắc trở về cái sự nghiệp của bạn ấy. Mọi người có thể nhìn thấy cái đường sự nghiệp của bạn ấy nó không có liền mạch, không có thẳng, mà nó cứ lằng ngoằng đi lên đấy ạ. Nó cứ lằng ngoằng đi lên, và bạn này thì công việc có thể là chuyển đổi rất là nhiều, nay có việc mai thất nghiệp, nay công việc này mai công việc khác, và gần như cái trắc trở đấy nó đi rất là lâu, đến tận mãi về sau này bạn ấy cũng, công việc của bạn cũng rất nhiều là trắc trở đó. Cho nên là bạn này phải xác định, phải cố gắng là xác định là cái công việc của mình nên như thế nào, và làm sao để cân bằng cái cuộc sống. Mình có một cái công việc nó phù hợp với bản thân, phù hợp với khả năng và phù hợp với tính cách đó. Thì bạn cần lưu ý là cái con đường sự nghiệp để làm sao cho nó bớt trắc trở hơn nhá. Thứ hai là bạn này có cái đường tình duyên trắc trở. Tình duyên của bạn ấy thì quá nhiều là gò đảo rồi cắt này, và trắc trở ngay từ những cái thời gian mới lớn lên cho đến là mãi sau này của bạn ấy cũng vẫn trắc trở. Bạn này thì tính cách có lẽ là khá là cá tính, khá là khác biệt với mọi người, khá là cá tính nhá. Cho nên là kể cả tôi xem cả tay trái là tay phải bạn ấy, đây, rất nhiều đường cắt ngang, rất nhiều đường đó. Mọi người có thể nhìn thấy. Bạn này thì vất vả trong chuyện tình cảm, vất vả trong con gái mà lại vất vả trong chuyện tình cảm thì cũng hơi buồn một chút. Nhưng mà bạn phải xác định lại vấn đề tình cảm của mình, lắng lại một chút để làm sao là mình có những cái quyết định, có những cái suy nghĩ mà nó hợp lý, đúng đắn nhất, để làm sao mà chuyện tình cảm của chúng ta nó bớt trắc trở đi. Đây này, tình cảm rất là trắc trở, cả tay trái cả tay phải, nhìn rất là cắt ngang cắt dọc, cắt ngang cắt dọc rất là nhiều luôn đó. Nên là lưu ý nhé, cả về cái sự nghiệp và cả cái chuyện tình cảm của mình, mình cũng phải có nhiều cái lưu ý. Về sức khỏe thì bạn này tốt, sức khỏe tốt, không vấn đề gì cả. Mọi thứ, con đường đời của bạn ấy, sức khỏe từ nhỏ đến lớn cũng nó cũng đều đều thế thôi, chứ nó cũng không có cái gì biến cố gọi là nặng nề lắm, ốm đau nhì nhàng thôi, không có cái gì gọi là biến cố dẫn đến nguy hại về tính mạng hay gì cả đó. Thì ổn. Thông minh đấy, bạn này có thông minh đấy, nhưng mà có nhiều vất vả lắm đấy. Cũng có một vài những cái may mắn, có những cái may mắn đấy, nhưng mà các cái gò của bạn đây cũng gò đây, các cái gò đây cũng có những cái gò rất là nổi đây, cái gò này hơi thấp một chút đó. Thì đại thể là bạn này thì cần phải có những cái thay đổi lớn trong cuộc sống, để làm sao để mình thay đổi một chút về số phận. Bởi vì với bạn này thì khá vất vả, vì có thể là cái cá tính của bạn ấy khá khác biệt so với mọi người. Cái người này thì chắc chắn là tính cách khá khác biệt đây đó. Điều này tạo ra cái sự vất vả trong cái công việc, trong cái cuộc sống cũng như trong cái tình cảm của bạn ấy đó. Nên là bạn này cần lưu ý thế. Bạn ấy về cuối đời thì khoảng 30-40 tuổi thì bạn ấy cũng có một cái khối tài sản, cũng có khối tài sản, cũng may mắn có một khối tài sản đây. Nhưng mà vấn đề là cái sự nghiệp của bạn ấy vất vả lắm, cho nên là mình nên tìm công việc nó ổn định và làm sao vừa bản thân đó. Đó là một vài cái điều mà tôi muốn nói với bạn ấy. Và hôm nay tôi hữu duyên ra xem chỉ tay, và trong rất nhiều các cái comment ở các video của tôi thì mọi người đều muốn tôi xem chỉ tay cho, và tôi sẽ cố gắng là hữu duyên để xem được thật nhiều chỉ tay cho các bạn. Và tôi sẽ đăng ở trên cái kênh này để cho các bạn có thể là theo dõi các cái đường chỉ tay của mình nói lên những cái điều gì. Và nếu mà các bạn muốn tôi xem chỉ tay thì các bạn có thể gửi email về cái email của tôi là ngochuong.vud@gmail.com đấy ạ, ngochuong.vud@gmail.com. Các bạn nhớ là gửi cả tay trái cả tay phải, hình ảnh phải rõ nét một chút và được toàn bộ bàn tay. Và ngoài ra thì các bạn cho tôi ngày tháng năm sinh và các bạn là nam hay nữ đó, thì tôi sẽ xem được kỹ hơn là cho mọi người đó. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cái video tiếp theo của chúng tôi.